Nhưng có rất nhiều người cha người mẹ đã bắt con mình thực hiện nốt giấc mơ dang dở của mình. Mình không được học thì phải cố học lấy cái bằng con ạ. Cả cuộc đời này mẹ đã không được học, mẹ nhục lắm rồi. Không phải chúng ta nắn con của mình để giống mình đâu, hay là không phải mình bắt con của mình phải giống anh con nhà bác, hay là cái cộng đồng xóm như kìa, hay là bạn giỏi nhất lớp như kìa. Không phải. Các anh chị, nếu con các anh chị là hoa nhài, là bông hoa nhài, các anh chị không thể nói như này được: à, mày sao mà cái cánh của mày nó bé tí thế này, mày phải nở to như cái thằng sen cái kia chứ, ở đầu ngõ ấy, mày phải nở to như cái thằng sen này chứ. Không. Cuộc đời này con đến với bạn, và bạn có một nhiệm vụ thiêng liêng, đấy là giúp con sống cuộc đời của chính con. Có nghĩa là gì? Giúp con là chính con. Là chính con. Nếu con là bông hoa nhài, con cứ là nhài đi, và con nở bung ra để tỏa cái tài năng, tỏa cái mùi, tỏa sáng trong cái cuộc đời này. Chứ không cần phải bắt con là cái bông hoa hồng. Mình không thể nào mà mình bắt con mình biến thành cái phiên bản khác được. Con là chính con trong cuộc đời này. Là chính con. Đấy là nhiệm vụ của cha của mẹ. Nhưng có rất nhiều người cha người mẹ đã bắt con mình thực hiện nốt giấc mơ dang dở của mình. Mình không được học thì phải cố học lấy cái bằng con ạ. Cả cuộc đời này mẹ đã không được học, mẹ nhục lắm rồi. Tôi có một anh học viên, anh bảo này này: cô Lanh ạ, cô giúp anh một việc. Anh học hết có lớp 2 thôi. Có lớp 2, bây giờ anh đi ngồi ăn với 3-4 bạn làm ngân hàng, nhưng mà vẫn khinh anh, vì anh có nhiều tiền thật đấy, rất nhiều tiền, nhưng mà trình độ của anh vẫn là lớp 2 và anh vẫn rất tự ti về điều đấy. Nên là bằng mọi cách là con anh là phải học được cái bằng này, học được cái bằng kia. Bằng mọi cách là phải học được cái bằng này, học được cái bằng kia, vì anh có lớp 2 mà, tuy là anh kiếm ra tiền. Mọi người không hiểu đúng về sự học. Sự học ở đây không phải chỉ là bằng cấp, mà trường đời mới là trường học dạy trưởng thành. Bằng cấp chỉ nói lên cái việc ghi nhớ tốt thôi, chứ không phải là thông minh. Trong cái chỉ số IQ là chỉ số của chuyên gia thôi, chỉ số EQ, chỉ số cảm xúc, mới làm nên những nhà lãnh đạo. Chỉ số LQ là chỉ số của yêu thương, tình yêu ấy, mới làm nên những lãnh tụ trong cái cuộc đời này. Chứ không phải EQ là nhất đâu. EQ chỉ tạo nên chuyên gia thôi. Nên đấy là ghi nhớ tốt, có khả năng ghi nhớ tốt. Còn tôi thì tôi định nghĩa thông minh khác đấy. Phải là thông minh đời sống cơ. Đấy mới thật sự là thông minh. Còn nếu mà có bằng cấp ấy mà vẫn hận cha tức mẹ, mà vẫn bị, mình gọi là bị mất kết nối với cha mẹ, như vậy thì không phải là một người sống một đời sống thông minh, một đời sống tinh tấn trong cuộc đời này. Không phải. Vẫn chẳng biết gì về cuộc đời cả. Khi không hiểu được nguồn năng lượng gốc là cha là mẹ, nên cái chỉ số IQ ấy chưa nói lên điều gì cả. Nên đôi khi chỉ số IQ, chỉ số ghi nhớ của con, của các anh chị thấp, nó nhớ nhớ quên quên, không nghĩa là con mình thất bại trong cuộc đời này đâu các anh chị. Chỉ số EQ của con lại cao, chỉ số về lòng trắc ẩn của con lại cao. Và có thể con của mình trở thành một tượng đài về cái điều gì đó đấy ạ. Nên con của các anh chị có thể không tính toán nhanh, không lanh lợi linh hoạt như các anh chị mong muốn, nhưng con của các anh chị có thể đang có một trái tim trắc ẩn và yêu thương. Và sau này nếu mình hiểu sâu hơn nữa về hành trình con người và cuộc đời, thì chúng ta thấy được rằng trí tuệ của trái tim đó chính là nơi chúng ta cần kết nối. Sức mạnh của trái tim đó chính là nơi chúng ta cần kết nối.
là cái này này, chứ không phải chỉ là cái này, các anh chị. Nên là EQ nếu con mình không cao không sao cả, ghi nhớ con mình chưa ghi nhớ tốt không sao hết, các anh chị. EQ con mình giàu lòng trắc ẩn, và LQ thì sao? Chỉ số của tình yêu thương. Nên là có những người cha người mẹ khi đến với cô Lanh, con hư, con láo, con bướng, con trầm cảm, cuối cùng biết ơn con. Bởi vì cô Lanh ạ, con em mới là người dẫn đường cho cả gia đình tìm đến trí tuệ tỉnh thức này. Con em mới là người dẫn đường cho cả gia đình để mà sống một cuộc đời minh triết hơn đấy. Nhưng mình lại không hiểu điều đấy, đúng không các anh chị? Nên là LQ mới tạo ra những lãnh tụ, lãnh tụ và trí tuệ cảm xúc này này, trí tuệ của trái tim này này, đây mới là thứ mà chúng ta cần kết nối, đây mới là thứ chúng ta cần hiểu. Và cái cảm xúc này này ở trong đây này các anh chị ạ, từng bước mình sẽ hiểu được điều đấy nhá các anh chị nhá. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.